Các anh chị ơi, đây là cái mẫu sản phẩm camera quay nén ngụy trang, được ngụy trang vào đồ vật nên chiếc quạt thông gió mà bên em đã nhận làm theo yêu cầu của khách hàng nhá. Thì các bác nào đang có nhu cầu mà chế các cái chiếc camera ngụy trang giấu kín vào đồ vật thì các bác chỉ cần liên hệ qua bên em theo hai số điện thoại trên để gửi hình ảnh cũng như là trao đổi thông tin yêu cầu của các anh chị đến bên em, thì bên em sẽ nhận độ chế tất cả các sản phẩm trên vào đồ vật theo yêu cầu của các anh chị nhá. Thì quay trở lại với cái chiếc camera ngụy trang giấu kín vào cái quạt thông gió đây các anh chị này. Đấy, thì với cái mẫu quạt thông gió này sẽ phù hợp lắp đặt ở những cái nơi ví dụ như là phòng tắm này, nhà vệ sinh này hoặc là phòng ngủ nhá, để trao đổi không khí cho nó, những cái nơi mà anh chị lắp đặt cho không khí nó được thoáng. Đấy, tức là cái chức năng của cái quạt này. Đấy, còn với cái chiếc camera ngụy trang giấu kín ở đây, khi anh chị lắp đặt sử dụng thì có thể là kết nối xem được trực tiếp từ xa trên điện thoại với chất lượng hình sắc nét full 4K nhá. Đấy, quay video đầy đủ âm thanh hình ảnh lưu và thẻ nhớ cho các chị. Thì với sản phẩm này khi anh chị mua về sử dụng thì bên em sẽ tặng kèm thẻ nhớ 256GB. Thẻ nhớ này sẽ lưu cho các chị trong khoảng thời gian lưu 30 ngày liên tục các anh chị ạ, với chế độ ghi đẻ ghi đẻ. Và ngoài ra thì đầy đủ tem thẻ bảo hành cho các anh chị cũng như là giấy hướng dẫn sử dụng nhá. Khi các anh chị mua về thì cứ làm theo các cái bước trong cái tờ giấy hướng dẫn này là anh chị có thể là cài đặt kết nối cái camera này với điện thoại để các anh chị sử dụng, hoặc anh chị cũng có thể là gọi trực tiếp qua bên em theo hai số điện thoại trên để yêu cầu nhân viên bên em tư vấn hỗ trợ giúp các anh chị cách thức cài đặt cũng như sử dụng sản phẩm này nhá. Đấy, và ngay sau đây thì không để các anh chị đợi lâu, em sẽ mời các anh chị hãy cùng em khám phá các cái chức năng công dụng của cái sản phẩm này. Trước tiên để đi vào cài đặt cái sản phẩm này thì các anh chị tải cho em một cái phần ứng dụng về, đấy là phần mềm Lookcam các anh chị nhá. Thì đây là cái phần mềm mà trên kho ứng dụng các anh chị tải về này. Đấy, Lookcam đấy các anh chị nhá. Và khi tải về xong thì bắt đầu mình sẽ vào các cái bước cài đặt. Trước khi đi vào cài đặt thì em sẽ chỉ cho các chị thấy cách thức ngụy trang cái camera ở trên cái quạt này các anh chị này. Đấy, thì đây là cái mặt trước của cái quạt nhá. Thì với cái mặt trước này thì đã được bên em ngụy trang một cái mắt camera ở đây. Đấy, thì nhìn như thế này, nhìn bình thường như thế này rất khó phát hiện ra đâu là cái mắt camera để các anh chị biết đúng không? Đấy, thì em sẽ chỉ cho anh chị biết luôn cái mắt cam, tức là được ngụy trang ở trong lòng cái chữ O này. Đấy, anh chị thấy không? Đấy, nhìn rất là khó phát hiện ra này. Đấy, em giơ sát lên để các anh chị có thể nhìn rõ hơn nhá. Đấy, còn toàn bộ các cái thiết bị của camera thì được ngụy trang ở trong cái phần mặt sau của cái quạt thông gió này. Đấy, cái phần này khi anh chị lắp đặt thì các anh chị sẽ quay nó vào bên trong cho nên là rất là khó phát hiện đúng không anh chị? Đấy, thiết bị camera thì nằm hết ở đây các anh chị này. Đấy, ngoại trừ ở đây anh chị sẽ thấy ở bên hông này nó sẽ có một cái nút công tắc nguồn ở đây. Cái ô vuông đây sẽ là công tắc nguồn các anh chị nhá. Và cái nút reset tức là ở cái nút hình tròn ở đây. Đấy, khi các chị sử dụng cái nút reset này trong những cái trường hợp nào, ví dụ như là trong trường hợp khi anh chị mua về mà không tìm được cái mã wifi mà cái camera này phát ra, hoặc anh chị đang sử dụng ở cái mạng wifi này muốn chuyển đổi sang mạng wifi khác, thì các chị phải reset camera lại để cho nó trở về trạng thái ban đầu để các chị mới tìm được mã wifi cũng như là sử dụng được kết nối vào cái mạng wifi mới để các chị sử dụng nhá. Đấy, và các cái chức năng công dụng của camera làm sao thì ngay sau đây em sẽ cài đặt để vào để các anh chị có thể là tìm hiểu nhá. Đấy, phần mềm các anh chị tải về rồi đúng không? Đấy, và cái nguồn điện của camera này các anh chị lưu ý này, cái nguồn điện của camera đã được bên em trích trực tiếp từ cái nguồn điện của cái quạt thông gió này. Đấy, khi các chị mua về thì chỉ cần lắp cái nguồn điện của gia đình mình vào cái quạt thông gió thì cái camera cũng sẽ tự động hoạt động. Bên em đã để sẵn chế độ mở, tức là gạt sẵn công tắc nguồn vào rồi. Đấy, khi mua về thì camera lắp đặt nguồn vào cái quạt thông gió này thì camera sẽ hoạt động luôn. Và ngoài ra trong trường hợp mất điện, đấy, hoặc là anh chị cúp nguồn của cái quạt thông gió này thì cái camera vẫn sử dụng được liên tục trong khoảng thời gian là 10 tiếng nữa các anh chị nhá. Bởi vì cái sản phẩm này đã được bên em kết hợp tích vào đây một cái cục pin dự phòng. Đấy, cục pin tích này các chị này. Đấy, trong trường hợp mất điện hoặc là cúp nguồn thì vẫn sử dụng được, tiếp tục quay tiếp cho các anh chị được 10 tiếng nhá. Đấy, và ngay sau đây thì em sẽ hướng dẫn các anh chị cách thức cài đặt. Trước tiên khi cài đặt thì tức là mình khởi động nguồn rồi đúng không? Đấy, sau đấy thì anh chị sẽ đi tìm cái mã wifi mà cái camera này phát ra, thì anh chị sẽ vào phần cài đặt ở trên điện thoại đây. Đấy, ở đây anh chị sẽ thấy này, xuất hiện các cái mã wifi mà cái camera này phát ra. Đây là cái mã wifi này. Đấy, kết nối xong thì anh chị sẽ quay trở về màn hình chính và sang bước tiếp theo, anh chị sẽ vào phần mềm ở đây. Đấy, các anh chị ấn chọn cho em cái dòng chữ cancel đây. Tiếp tục ấn cái dòng chữ màu xanh trên đây cho em này. Đấy, cancel lần thứ hai. Đấy, ngay lập tức thì camera và điện thoại của mình đã kết nối xong rồi các chị này. Đấy, rất nhanh đấy các chị. Đấy, chất lượng hình ảnh đấy các chị này. Đấy chị nhá, chất lượng hình ảnh như em đã nói là chất lượng hình ảnh
tốt nhất của cái sản phẩm này, tức là 4K, thì anh chị thấy ở đây là đang sử dụng cái độ phân giải thấp nhất là 1080, thì anh chị sẽ vào đây để tăng nâng cái chất lượng hình ảnh lên để anh chị quay phim chụp ảnh với chất lượng hình ảnh tốt nhất nhá. Đấy, có thể là 4K hoặc 2K thì tùy các bác lựa chọn. Đấy, em sẽ quay cho bác xem một vòng trước đã này. Anh chị thấy không? Chất lượng hình ảnh quá là ok luôn nhá. Đường truyền thì rất ổn định này, không hề bị giật, không hề bị nắc nhá. Anh chị thấy không? Đấy, camera tay em đưa đi đến đâu thì chất lượng hình ảnh ở trong cái điện thoại này, cái hình ảnh nó đi theo luôn đến đấy, không hề bị giật, không hề bị chậm, đúng không? Đấy, và khi anh chị quay phim chụp ảnh thì có thể là phóng to ở đây này. Anh chị thấy nhá, có thể là phóng to hoặc thu nhỏ đều được nhá. Thời gian đây nó sẽ lưu ở đây cho các chị này. Đấy, đầy đủ cho các anh chị này, các chức năng hỗ trợ này, chế độ ánh sáng, độ phân giải màu sắc và chế độ quay đêm thì đều có hết ở đây. Đấy, chụp ảnh cho các bác xem. Đấy. Đấy, rất dễ sử dụng đúng không? Đấy, em sẽ chụp một cái ảnh ở xa để các bác xem. Đấy, các bác có nghe cái tiếng gì không ạ? Đang ồ ồ, tức là cái quạt này đang quay đấy ạ. Đấy, các cái đồ vật mà các anh chị muốn ngụy trang vào thì bên em sẽ giữ nguyên cái hiện trạng ban đầu của nó nhá. Đấy, các chức năng công dụng ban đầu của cái sản phẩm này thì sẽ được giữ nguyên. Cái quạt này anh chị thấy này, đang quay đấy nhá. Đấy. Và em sẽ quay cho các bác xem một cái đoạn video này. Đây. Đấy nha, các anh chị nào mà cần tư vấn hỗ trợ gì thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em theo số điện thoại trên này 0962085919 và 0969155444 để được bên em tư vấn hỗ trợ giúp các anh chị nhé. Thì các bác nào mua hàng hoặc đặt hàng cần tư vấn hỗ trợ thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em theo số điện thoại trên. Đấy, đây là cái video em đang quay cho các anh chị này. Đấy, và ngay sau đây thì em sẽ quay trở lại để test cho các anh chị xem cái chất lượng hình ảnh mà em vừa quay cho các anh chị xem nó như thế nào. Đây anh chị thấy nhá. Đấy, anh chị sẽ quay trở lại phần mềm ở đây. Và ấn chọn ở cái dòng chữ photo ở dưới đây này. Vào đây thì các bác sẽ thấy đầy đủ tất cả ảnh và video lưu hết đây cho các anh chị nhá. Đấy. Đây, ảnh vừa chụp đây này. Đấy, quay video này, mở video lên các bác xem nhá. Đấy, các bác thấy chất lượng âm thanh hình ảnh phải không? Đấy, rất là rõ nét. Đấy, chất lượng hình ảnh thì sắc nét full 4K cho các anh chị nhé. Còn các chức năng cài đặt khác thì các anh chị sẽ ấn muốn cài đặt thì các anh chị sẽ về phần mềm ở đây và ấn chọn ở cái biểu tượng cái cột sóng, à cái bánh răng ở đây, thì các anh chị sẽ vào phần cài đặt này. Đấy, chọn dòng chữ thứ ba từ dưới lên. Ở đây nó sẽ có 7 dòng chữ bằng tiếng Anh, thì các anh chị chọn cái dòng thứ ba từ dưới lên lên cho em này. Đấy, cài đặt chức năng tức là cảnh báo chuyển động thì anh chị ấn chọn ở cái chuông đây. Cài đặt thay đổi mật khẩu thì ấn ở cái ổ khóa này. Cài đặt thay đổi thẻ nhớ, đây là cài đặt thay đổi thẻ nhớ nhá. Đấy, thì các bác ấn vào đây. À xin lỗi các anh chị, tức là cài đặt chức năng lưu thẻ nhớ thì anh chị ấn vào đây này. Đấy, ấn vào đây thì anh chị thấy này. Đấy, khi cài đặt thẻ nhớ thì các anh chị cứ ấn vào đây và ấn gạt hết nó lên cho cái những cái nút ở đây nó chuyển sang màu xanh này. Và các anh chị thấy ở đây là các anh chị ấn vào đây thì nó sẽ có cái chế độ này, 1 phút, 3 phút, 5 phút, 30 phút, thì anh chị chỉ cần chọn cái thời gian mà các anh chị muốn nó lưu. Đấy, tức là 1 phút nó cắt thành một file cho các anh chị hoặc 3 phút cắt thành một file cho các anh chị, thì anh chị chỉ cần ấn chọn vào đây là ok các anh chị ạ. Đấy là cái chức năng là cài đặt thẻ nhớ. Còn cái chức năng tiếp theo tức là kết nối xem trực tiếp từ xa trên điện thoại, thì các bác ấn vào cái chữ cột sóng wifi này và ấn vào đây thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện các cái mạng wifi mà đang phát xung quanh cái camera này. Thì các anh chị chỉ cần chọn mạng wifi nhà mình, nhập mật khẩu vào, sau đấy thoát ra và đợi khoảng 2 đến 3 phút sau các anh chị quay trở lại là kết nối xem được trực tiếp từ xa trên điện thoại không giới hạn khoảng cách các anh chị nhé. Đấy, như vậy mà là bên em đã hướng dẫn xong, giới thiệu xong cho các anh chị và các bạn về cái dòng sản phẩm camera quay nén ngụy trang được ngụy trang vào chiếc quạt thông gió. Đây là cái mẫu sản phẩm theo yêu cầu, đặt theo làm theo yêu cầu của khách hàng nhé. Thì các anh chị nào mà đang có nhu cầu mà cần đặt camera quay nén ngụy trang vào đồ vật thì các anh chị cứ liên hệ qua bên em để bên em tư vấn hỗ trợ giúp các anh chị. Các anh chị để các anh chị có thể là lựa chọn cái mẫu sản phẩm phù hợp nhất với cái yêu cầu và mục đích sử dụng của các anh chị nhé. Thì đến đây em xin dừng video. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi ạ.